lịch để chữa lành, đi xa để chữa lành. Tại sao không chữa lành ngay tại nhà khi khu căn hộ của bạn có đến 4 hecta cây xanh và vô vàn tiện ích? Một không gian chuẩn resort để nghỉ ngơi, xua tan mệt mỏi và chữa lành tâm hồn mà không phải đi đâu xa, ngay tại Lumiere Boulevard trong khu đô thị Grand Park. Xanh nhất. Lumiere Boulevard sở hữu kiến trúc xanh 3D độc đáo, kết hợp không gian cảnh quan và 24 khu vườn treo thẳng đứng dọc theo 5 tòa nhà, mang đến tổng cộng 4 hecta cây xanh, sản sinh 125 triệu lít oxy mỗi năm. Nhiều tiện ích nhất. Cư dân tại Lumiere Boulevard sẽ có đặc quyền trải nghiệm hơn 30 tiện ích nội khu riêng biệt. Tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại Vincom, công viên giải trí Vin Wonders, trường học, bệnh viện, v.v. và tất cả chỉ chưa đầy 5 phút di chuyển. Chào mừng các bạn đến với New Sport in Town. Vân rất vui khi được đồng hành cùng mọi người trong tập ngày hôm nay. New Sport in Town là một chương trình đặc biệt dành cho những ai có sở thích tìm hiểu về nhà cửa căn hộ cũng như là thích thay đổi không gian sống. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang có mặt ở Grand Park, khu đô thị nằm giữa thành phố Thủ Đức. Mình nhớ là mình xin sếp đi chữa lành mà sao tự dưng lại bảo đến đây quay ta. Chương trình ơi, có lời giải thích nào không nhỉ? Với lời gợi ý này thì Vân đã biết điểm đến của tập ngày hôm nay là gì rồi. Đây là một dự án có kiến trúc xanh 3D lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, một khu vực mà có không gian sống với vô vàn tiện ích và cuộc sống chuẩn resort ngay tại nhà. Mình cùng đi khám phá nhá. Và đây chính là Lumiere Boulevard, khu compound xanh đáng sống nhất khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Lumiere Boulevard được phát triển bởi Masterite Home và nằm trong khu đại đô thị Grand Park. Địa điểm đã có rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cùng khám phá xem ở đây có gì thú vị nha. Let's go! Wow, đúng là kiến trúc xanh 3D lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy những mảng xanh ngập tràn của dự án, từ các cảnh quan nội khu cho đến những khu vườn treo trên cao chạy dọc các tòa nhà. Việc kết hợp những khu vườn treo như thế này cùng với cảnh quan thì giúp cho Lumiere Boulevard có thể cung cấp tới 125 triệu lít khí oxy một năm cho cư dân. Được đầu tư chăm chút nhiều mảng xanh, Lumiere Boulevard sở hữu nhiều khu rừng nhỏ ngay trong nội khu, không chỉ mang đến một môi trường sống trong lành, sức khỏe mà còn tạo thêm điểm vui chơi cho cả gia đình cùng nhau khám phá. Không gian sống gần gũi thiên nhiên giúp cha mẹ có một môi trường tốt hơn để dạy dỗ con cái. Hay tuyệt vời hơn nữa là chữa lành sau những ngày dài làm việc học tập căng thẳng. Mỗi sáng chủ nhật, bố mẹ có thể cùng con cái dạo mát giữa những tán cây xanh, thật thú vị phải không nào? Lumiere Boulevard còn sở hữu khu vườn thảo mộc để bố mẹ có thể dạy cho bé những bài học hay về phân biệt tên các loại cây thảo mộc độc đáo. Mới đặt chân đến đây thôi nhưng mà Vân đã rất thích không khí ở đây rồi. Không biết là cư dân sống ở đây thì sẽ thấy như thế nào nhỉ? Mình thử đi phỏng vấn một vài người xem sao nha. Chào cô ạ, cô có thể cho con biết tên của cô và cái căn hộ của cô thì đang nằm ở tháp nào ở Lumiere Boulevard không ạ? Cô tên Phan Thị Hường, cô đang ở tháp E2. Cô có thể chia sẻ giúp con là lý do vì sao mà cô lại chọn mua dự án ở đây không ạ? Và tiêu chí của cô là phải ở chỗ nào phải xanh, sạch, đẹp. Xong con trai cô nó cũng đi tìm, nó nói con thấy cái chỗ này phù hợp với mẹ. Vậy thì trong các tiện ích của khu vực này thì cô thích nhất là tiện ích nào ạ? Tự vì cái dự án này nó nằm giữa cái Vinhome Grand Park á, thì cô thích cái dự án này. Rồi sau khi về ở thì cô thấy tiện ích mà xung quanh tại dự án á, thì cô thấy cái hồ bơi là cô thích nhất. Rồi sau đó các cái mảng xanh của công viên. Cô cũng thích cái vườn thảo mộc. Nó có giống như có các cái vị thuốc, rồi có rau, các cái vị rau thơm rồi đó. Cô có đi xung quanh. Rồi các cái mảng xanh của tòa nhà cũng hay ghê. Con có được nghe mọi người chia sẻ là Lumiere Boulevard giống như là một nơi mà giúp nâng tầm cuộc sống cũng như là chữa lành từ chính tổ ấm của mình. Thì không biết cô cảm nhận như thế nào về khu vực Lumiere Boulevard này ạ? Cô thấy về đây ở, cô thấy có sự bình yên. Từ về không khí thì cô không khí trong lành, các cái tiện ích xung quanh rất là tốt. Từ cái lối đi vô sảnh đến cái sảnh tiếp tân, rồi tiếp xúc với mấy bạn tiếp tân, rồi bảo vệ, rồi nhân viên vệ sinh.
cô thấy thân thiện, rất là dễ chịu đúng không ạ? Dễ chịu. Rồi đến vô đến cái thang máy cô cũng vừa ý nữa. Dạ. Cái lối đi vào nhà, rồi cái kiến trúc, cái tòa, cái căn của cô đó, nó rất là hợp lý. Dạ vâng. Cảm ơn cô đã trả lời một vài câu hỏi phỏng vấn của con ạ. Chúc cô sẽ có thêm nhiều những cái trải nghiệm nữa với cái khu dân cư mà mình yêu thích. Dạ, cảm ơn cô. Tiếp theo thì chúng ta có gì đây nhỉ chương trình ơi? À, nghĩa là Vân sẽ nhận được mật thư từ biên tập của chương trình. Sau đó thì phải sắp xếp các cái từ khóa này thành một cụm từ có nghĩa. Đây rồi, đây chính là câu trả lời của Vân. Lumiere Boulevard không chỉ được mệnh danh là khu compound xanh nhất thành phố Hồ Chí Minh Grand Park, mà còn được biết đến là khu compound sở hữu nhiều tiện ích nhất. Vì là khu compound nên cư dân tại Lumiere Boulevard sẽ có đặc quyền trải nghiệm hơn 30 tiện ích nội khu riêng biệt và xanh, để cư dân thư giãn, vui chơi, thậm chí là nâng tầm xu hướng sống xanh. Vậy thì với từ khóa này, chúng ta chắc chắn phải khám phá các tiện ích của dự án rồi. Phía bên này là khu vực hồ bơi với chiều dài chuẩn Olympic và được thiết kế thành dạng phi thuyền nhìn rất là độc đáo. Ở khu vực hồ bơi này thì sẽ có cả cho người lớn và trẻ em nữa nha. Một nghiên cứu cho thấy bơi lội có thể cải thiện trạng thái tinh thần, giúp khơi gợi các suy nghĩ tích cực, giúp giảm lo lắng và cải thiện triệu chứng trầm cảm. Ngoài ra, bơi có thể giúp giảm các cơn đau và rối loạn liên quan đến căng thẳng. Không ngoa khi nói rằng Lumiere Boulevard đúng là một dự án giúp cư dân có thể chữa lành trong chính môi trường họ sống và sinh hoạt. Hồ bơi được trang bị nhiều loại ghế nằm đúng kiểu phong cách resort, chắc chắn mọi cư dân dù lớn hay bé khi đến đây đều yêu thích. Ngoài ra còn có một bể jacuzzi nằm trên cao, các bé rất thích chơi tại đó. Kế bên hồ bơi là một địa điểm mà các cư dân nhí cũng rất là yêu thích. Chúng ta có khu vực chơi cát này, leo núi này và cả nệm nhún nhảy nữa. Khu chiếu phim ngoài trời. Một trong những tiện ích rất thú vị dành cho cư dân ở đây, nơi này sẽ tổ chức hoạt động xem phim hoặc là xem đá banh, cũng là một nơi mà mọi người có thể chia sẻ niềm đam mê chung. Kế bên đây là khu Kid Room hay còn gọi là trạm dừng chân của hạnh phúc. Ở đây thì các bé sẽ tha hồ đắm chìm trong thế giới rực rỡ sắc màu cùng rất là nhiều trò chơi sáng tạo để kích thích trí tưởng tượng phong phú. Và đây còn là điểm hẹn để các bé có thể gặp gỡ những người bạn hàng xóm của mình nữa. Phòng gym tại Lumiere Boulevard được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và đầy đủ các bộ môn từ phòng tập tạ cho đến phòng yoga, phòng chạy bộ và đạp xe. Và tất nhiên các phòng đều có cửa kính nhìn ra ngoại khu tuyệt đẹp. Hubilux Virtual Sport, đây là một khu tiện ích thú vị khác tại Lumiere Boulevard. Trong không gian này có rất nhiều hoạt động giải trí. Ở đây là bàn billiard 6 lỗ, kế bên là bàn billiard cỡ lớn. Và đặc biệt nhất chính là phòng Virtual Sport hay còn gọi là trung tâm thực tế ảo. Cư dân có thể chơi đánh golf, đá banh và tất nhiên luôn có sự hỗ trợ của đội ngũ Masterized Property Management chuyên nghiệp. Và bây giờ thì chúng ta hãy thử phỏng vấn thêm một vài ý kiến khác nữa của cư dân ở đây nhé. À, chào chị, em có thể phỏng vấn chị một chút được không? Hello em muốn phỏng vấn về vấn đề gì? À, em muốn hỏi chị một chút về trải nghiệm khi sinh sống ở một Lumiere Boulevard. Ok. Cái này mình phỏng vấn nhanh đúng không em? Đúng rồi. Ok. À, chị có thể cho em biết tên của chị được không? Ừ, chị tên là Tuyền, hiện là chị đang sống ở tòa E2 của Lumiere. À, vậy thì em hơi tò mò là lý do gì khiến chị lại chọn dự án Lumiere Boulevard trong rất nhiều dự án khác ở thành phố Hồ Chí Minh? Thật ra là trước khi mà chị mua dự án này á, là chị cũng tìm hiểu khá là nhiều dự án. Nhưng mà cái tiêu chí đầu tiên của chị á, là môi trường sống. Thì chị tìm hiểu một vài dự án thì khi mà chị nhận cái brochure của Lumiere là hầu như là có mảng xanh. Và đó là một cái nó rất là thu hút chị và chị tham khảo dự án này sâu hơn. Vậy thì chị nhận xét thế nào về cái không gian sống khi mà chị về đây chị trải nghiệm?
Thì trong 2 năm chờ đợi á, mà khi mình nhận nhà á, mình về mình tham quan nội khu á, thì thật ra nha, thời gian ban đầu nó cũng chưa có nhiều, nó cũng có mảng xanh, cũng chưa có nhiều, nhưng mà khi mà chị ở đây nó thay đổi theo từng ngày luôn. Và tới hôm nay là chị ở cũng hơn 2 tháng thì chị thấy là mảng xanh là nó đang bao phủ rất là nhiều, nên là chị nghĩ là chắc chỉ 1 năm nữa thôi đây chắc là toàn cây xanh không luôn á. Vậy thì chị có thể liệt kê ra 3 tiện ích mà chị cảm thấy ưng ý nhất khi mà về sống ở đây không? Ở đây thì tiện ích khá là nhiều. Cái đầu tiên là chị thích nhất là cái hồ bơi. Đó, và chị rất là muốn bạn bè hay là gia đình mình là enjoy cái hồ bơi này, tại vì nó rất là khác biệt. Cảm giác giống như mình đang ở resort vậy đó. Và buổi tối rất là chill. Cái tiện ích thứ hai đó là cái phòng gym. Phòng gym khi mà chị tập á, chị đang lên mạng xã hội chơi thôi á, thì bạn bè chị ở những cái dự án cao cấp khác họ cũng rất là thích cái phòng gym bởi vì nó quá rộng. Thứ hai là design rất là đẹp. Thứ ba nữa là cái dụng cụ mình rất là nhiều. Cái tiện ích cuối cùng nữa là phòng chị em bé. Phòng chơi của các em bé. Mọi người chưa có coi nhưng cũng rất là thích phòng đó. Okay. Vậy thì có thể nói là một số người thì nói rằng Lumiere Boulevard là một nơi mà giúp nâng tầm cuộc sống cũng như là giúp chữa lành từ chính tổ ấm của mình. Thế còn chị thì chị thấy sao ạ? Cái điều đó chị rất là đồng ý nha. Tại vì chị làm ở trung tâm và mỗi ngày mà chị làm về đây là cũng hơn 1 tiếng đó. Nhưng mà chị vẫn lựa chọn ở đây sống bởi vì khi mỗi lần mình về đây mình cảm giác rất là peaceful. Kiểu như là mình được chữa lành bên trong á. Cảm giác mình được thoải mái, nghỉ dưỡng. Bởi vì không chỉ Lumiere không mà cái tiện ích bên ngoài nó cũng cho mình rất là nhiều cái sự tiện nghi. Và cái sự trong lành á, mà phải về đây ở thì mọi người mới cảm giác được cái sự thoải mái và cái chữa lành đó. Nên chị rất là đồng ý về cái quan điểm đó. Cảm ơn sự chia sẻ của chị Tuyền. Có thể nói Lumiere Boulevard chính là một khu cầm bao xanh đáng sống với rất nhiều mảng xanh mang lại không khí trong lành cũng như là sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần, và đồng thời lại còn rất nhiều những tiện ích để giải trí và kết nối dành cho cư dân. Chúng ta đã được trò chuyện với cư dân của Lumiere Boulevard cũng như là nhìn ngắm và tìm hiểu về các tiện ích nội khu của cư dân ở đây. Thực sự là Vân đã được đi qua rất nhiều bất ngờ rồi, không biết là tiếp theo chúng ta còn bất ngờ gì nữa chương trình ơi. Với những dữ kiện mà từ nãy giờ Vân đã có thì đáp án không thể nào mà đơn giản hơn. Từ khóa cao cấp này sẽ chính là một trong những trải nghiệm mà mọi người sẽ mong chờ nhất. Đó chính là đi thăm căn hộ mẫu. Đi thôi! Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá căn hộ mẫu của Lumiere Boulevard để xem những cam kết về chất lượng của chủ đầu tư Masterite Homes như thế nào nhé. Let's go! Trước khi lên căn hộ mẫu, chúng ta hãy ghé qua khu vực sảnh tòa nhà, một không gian đẹp như là sảnh của các khách sạn cao cấp vậy. Khu vực ngồi nghỉ rất rộng rãi, đẹp trang nhã. Với mô hình compound, Lumiere Boulevard luôn có một đội ngũ bảo vệ túc trực 24/7 để đảm bảo an toàn. Đội ngũ lễ tân cũng rất là xinh đẹp, luôn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ cho cư dân. Thang máy tại Lumiere Boulevard di chuyển rất nhanh với tốc độ 3 m/s, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi của cư dân. Bên trong thang máy được trang bị tới 2 bảng bấm tạo sự thuận tiện cao nhất khi sử dụng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan căn hộ 3 phòng ngủ nhé mọi người. Vâng, còn phải lưu ý với mọi người một chút là ngoài những căn 3 phòng ngủ thì dự án còn đa dạng các căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, duplex, penthouse và shop house với rất nhiều diện tích nữa nha. Vừa bước vào căn hộ là chúng ta sẽ thấy một không gian rất là thoải mái và thông thoáng, được bố trí tinh tế khoa học. Và đây chính là căn hộ 3 phòng ngủ của dự án Lumiere Boulevard. Phòng khách được thiết kế vô cùng hiện đại với tông màu be rất dễ dàng để decor và kính trần chạm sàn đón ánh sáng tự nhiên với view tầm nhìn ra không gian xanh mát vô cùng thoải mái. Không gian căn hộ 3 phòng ngủ này được sắp xếp rất là tinh tế và phù hợp. Nội thất cơ bản đến từ những thương hiệu cao cấp, đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản cho chủ nhà.
Đặc biệt, nhà vệ sinh cũng được sử dụng những thiết bị cao cấp nhất, như các vòi sen đều đến từ thương hiệu Getsy, bồn cầu ngồi thông minh từ Kotler. Thật sự là Lumiere Boulevard chính là một trong những khu căn hộ có thiết kế thông minh, đẹp và sang trọng. Và bây giờ thì Vân sẽ đi gặp một nhân vật đặc biệt đến từ Masterai để xem là chúng ta sẽ có thêm những thông tin thú vị nào nhé. Good morning, Mr. Julian. Good morning. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Xin giới thiệu với mọi người, đây là ông Julian Guayas, CEO của Masterai Property Management. Okay, the first question is how is Masterai Property Management is managing and operating Lumiere Boulevard to provide a resort-like living experience for the residents? One of the things that Masterai is doing is ensuring that the security of this compound development is very high, so that the residents can feel safe and secure inside the development, and that the children can have that environment where they're able to enjoy the facility. Masterai has set a benchmark in providing a luxurious five-star resort style facility. As you can see, we've really designed lots of different spaces for the residents to interact with nature. Mm-hmm. Okay, the second question is what is Masterai Property Management do to enhance the quality of life for the resident in Lumiere Boulevard to make it a most desirable compound to live in? So Masterai is focusing on a number of things to enhance the quality of life here for the residents. We're delivering our property management services to the global best standards. So we're introducing global standards to Vietnam and ensuring everything is really well maintained. And the second thing is that we are trying to introduce a lot of community events. We're trying to build up a community here. So throughout the year, we'll have a calendar of events that the community can be involved in. And we're also looking to encourage the environmental awareness. So a number of our events and initiatives are things like recycling of batteries. We're doing events where we can introduce the environmental initiatives to the residents. Thank you for sharing with us today. Thank you. Sau khi đã khám phá các tiện ích nội khu cũng như là căn hộ mẫu thì bây giờ Vân sẽ dẫn mọi người đi đến một địa điểm cực kỳ hot trong thời gian gần đây nha. Đó chính là Vincom Megamall Grand Park, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất miền Nam. Thú vị hơn nữa là Vân sẽ đi bằng chiếc xe đạp T&Go do Masterai Home đầu tư đặc biệt miễn phí dành cho cư dân của Lumiere Boulevard. Vincom Megamall Grand Park là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất miền Nam, tọa lạc tại Vinhomes Grand Park thuộc ngoại khu của dự án Lumiere Boulevard. Ngoài ra còn có rất nhiều tiện ích ngoại khu như trường học Vinschool, sân thể thao tennis, bóng rổ, sân tập golf. Đại công viên 36 ha và sắp tới sẽ có thêm công viên giải trí VinWonders, bệnh viện Vinmec và tòa nhà văn phòng 45 tầng. Cư dân Lumiere Boulevard hoàn toàn được sử dụng những tiện ích này. Quả thật, khi về sinh sống tại Lumiere Boulevard, cư dân có tất cả mọi thứ từ an cư, vui chơi nội khu riêng tư cho đến mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí đến tổ chức sự kiện. Nơi đây góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho khu đại đô thị Grand Park và hứa hẹn mang đến cho khách hàng những giây phút mua sắm, vui chơi, giải trí và thư giãn tuyệt vời. Sau khi trải nghiệm toàn bộ dự án Lumiere Boulevard, từ các căn hộ này cho đến những tiện ích nội khu và ngoại khu, thì Vân phải công nhận rằng đây là một khu compound xanh đáng sống nhất khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì không chỉ có đầy đủ các tiện ích như là hồ bơi, phòng gym, trung tâm thương mại hay là công viên, mà dự án còn cung cấp cho chúng ta 4 hectare mảng xanh để có thể chữa lành từ chính tổ ấm của mình. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Mọi người nên đến đây trực tiếp trải nghiệm để có những cái đánh giá và góc nhìn khách quan nhất nha.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi New Spot in Town, và nếu như có địa điểm nào hấp dẫn thú vị hãy để dưới comment để bọn mình đến khám phá cùng nha. Xin chào và hẹn gặp lại.